được những người đến đây để làm chứng cho chúng ta và làm bán lọ chia sẻ cho mọi người về tên của Chúa như thế nào đó. Họ thắng gì cái bản đó là họ tên con là tên Nguyễn Minh Châu, tuổi 62, một năm nay con là gia đình con có phong thư đến năm 75 thì con cuối cùng chú làm lúc mà con trưởng trại cho tôi lỗi trên 10 tuổi ra luôn và chú là cho con thấy ánh sáng thiên đàng, dạ, tức là để con kể lại, con kể lại con đã bỏ chú bao nhiêu năm, trưởng trại cho tôi lỗi bao nhiêu năm, 39 năm, dạ, chú 39 năm con bỏ chú còn trưởng trại cho tôi lỗi, anh chị em hỏi cần nỗ lực sinh tồn phải không? Ông xin biết tôi cũng xuất phát vị trí tạm để sáng mai tươi sống. Mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ ông suốt 39 năm. Ông này thì 40, ông này thì 39. Rồi ý cố nào con được ơn quay trở về với Chúa. Đấy là điều quan trọng chia sẻ cho mọi người. Từ là tháng 10 năm 2015 thì Chúa có gọi cho con gái của con được gặp một sức Chúa bên Na Uy á, thì Chúa mới cho gia đình hai vợ chồng con mình đi qua bến, thì chúng ta thấy cảnh tiên đàng kìa, thì con được qua bến được nói chuyện với các cha để tham dự các nghi thức, rồi đắm mình trong ân sủng của Chúa 12 ngày. Lúc đó con giật mình và có thấy linh cảm tổ của mình, còn thấy hối hận thành ra thành ra còn dạ bác chị xin ra nhà bãi em tâm dạ bác chị xin ra cha và tất cả cộng đồng dân Chúa nghĩa là hợp ý, tất cả cùng hợp ý để xin Chúa gắn bớt cái gánh nặng của mình, tại vì con nặng gánh bao qua lúc con hết gánh là con đi qua bên con sẽ nhẹ nhàng bắt buộc rồi đi qua nước ngoài là nhẹ nhàng lên nhẹ nhàng phơi vỡ mà lại được thêm Chúa ban cho là tới 6 thứ để tự đó cha, tức là 6 những tu đưa được thánh hầu hạ từ nó cứ liên lý xung quanh như là thiên thần còn gọi là tích đoạn. Thưa anh chị em, suốt 39 năm ông truyền dạy cho tội lỗi và Chúa dùng biến cố đó là con gái của ông ấy qua đi tu và qua đi Na Uy, ông ấy được mời qua Na Uy dìu tế thánh của và trong suốt 12 ngày ở trên Na Uy, Chúa đã cho ông được tắm mình và trong vẻ của lòng thương xót Chúa. Những cô đệ tử, ông gọi là như chim chích chòe, ríu rít xung quanh ấy bằng những lời thánh ca, bằng những câu chuyện vui tươi, làm cho ông ấy cảm thấy rằng con người mình quá sức tội lỗi. Và sau 12 ngày thì ông quyết tâm quay trở về với Chúa. Và ngày hôm nay ông đứng trước cầu toàn để lên làm chứng cho mọi người rằng tin nhờ nghe, ông ấy nghe được lời của Chúa qua cái tín tố với con gái của ông ấy được Chúa gọi đi tu. Chúa cho chúng ta thấy được nhiều tín tố mà mình phải kiên trì nghe, nghe không phải chỉ bằng tay mà bằng mắt, bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, nhận thấy là qua tiếng cô ấy, Chúa muốn nói gì với tôi, tặng cho cái máy nằm trong đại đàn này, không phải cho ông, nhưng mà cho đứa con gái của ông, con xin phép ông gửi sang Na Uy cho cháu, là món quà của công đoàn gửi cho cháu, nhờ cháu mà Chúa đưa một người bố hoàng 19 năm, trưởng đại cho tội lỗi đến với lòng thương xót của Chúa.